Bữa nay Facebook nó nhắc lại là giờ này của ngày hôm nay của hồi năm ngoái là 32 độ ở Sydney. Mà năm nay giờ này ở đây vẫn còn chưa có nóng đến mức đó. Trời, thời tiết vẫn còn khá là lạnh. Và có gió, cái gió làm cho mình khó chịu lắm. Ai yếu trong người là bệnh liền. Thì đây mình bệnh, nhà bữa giờ cũng có mẹ với cháu bệnh rồi. Đã từng bệnh cảm cách đây 3 tháng, bây giờ bệnh lại. Bệnh cảm của chuyển mùa thôi. Nhưng đáng lẽ mùa xuân này chỉ bị hay fever mà bây giờ lại bị cái cảm này nữa. Tại vì năm nay lạnh quá, mùa xuân mà sáng sớm 7-8 độ. Cái mì này nó cũng không có, mình không có để bột, cái gói bột ngọt vô mà mình chỉ để nước với nấu cái nước ngọt ra bằng cái kim chi á. Cho nên cũng không có độc hại gì đâu. Đáng lẽ giờ này năm ngoái là rất là nóng. Năm nay giờ này quá là lạnh. Mùa xuân sang hè còn trong không đầy 2 tuần, 3 tuần nữa là đến mùa hè rồi. Tháng 12 là nóng bức mà bây giờ còn lạnh tới mức mà còn tuyết rơi. Cách nhà mình 2 tiếng lái xe, 2-3 tiếng lái xe còn tuyết rơi. Hàn Quốc thì cái sợi nó to, ăn nó sẽ rất là cay, mì Hàn với mì Nhật. Cái này mình không có để cái gói gia vị của nó cho nên nó cũng không có cay lắm. Nhưng vẫn cay chút xíu là do mình để cái kim chi vô mình nấu cái nước ăn cho nó đúng vị. Đậu Việt Nam mùa xuân ở Úc này đáng lẽ là rất là nóng, nhưng mà năm nay giờ này vẫn còn lạnh cho nên thời tiết khắc nghiệt dễ làm cho người ta bệnh. Mà cái thời tiết đó là những cái nhà khoa học họ nói là có thể làm cho người ta dễ bị asthma. Asthma là bị những cái triệu chứng mà về da, về hơi thở, bệnh liên tục luôn. Tại thời tiết Úc năm nay kỳ quá, mùa đông thì có ngày nóng như mùa hè, mà mùa mùa xuân mùa hè đến rồi thì lại rất là lạnh như trong giai đoạn mùa đông. Lý do mình ra ngoài sao mình ngồi để mà mình quay cái lá cây xào xạc nè, nhưng mà khi nó đứng gió lại rồi á thì nó chỉ có nắng lên và ruồi bay phấp phới. Cái đó là mùa hè, mùa xuân nước Úc nó là như vậy, nóng lạnh thất thường. Cái kim chi làm cái nước cay quá. Còn có hơn 2 tháng nữa là đến Tết rồi. Hiện giờ ở Việt Nam là ở ngoài phía Bắc thì nó vào mùa mùa đặc, mùa sắp vào mùa đông ha. Ở miền Tây, miền Nam thì cũng vẫn nóng quanh năm nhưng mà nó có gió bấc. Cái mì Hàn Quốc thì ăn nó ngon lắm, nhưng mà mình phải để lên trên cái bếp mình nấu, chứ mà mình trụng nước sôi như mì của mình á thì nó không có đủ chín.
Thời tiết này mọi người rất là dễ bị bệnh. Giờ này mỗi năm ở Úc là đáng lẽ là rất là nóng, mà năm nay vậy còn lúc nóng lúc lạnh, lúc gió lúc mưa. Tết Việt Nam thì sắp đến. Gia đình mình 8 người thì có mình với lại một bé cháu lớn nhất của mình thì làm cái passport để đi overseas từ mấy năm trước. Cho nên ok, còn lại mẹ, anh chị hai với lại ba đứa cháu nhỏ thì mới trong khoảng 4 5 tháng trở lại đây làm passport thôi. Mà cái hệ thống làm passport của Úc từ sau COVID đó, mọi người được đi đi overseas bình thường lại á, thì hệ thống làm nó rất là chậm, nó không có bình thường như trước mà mình làm 1 2 tuần là họ gửi. Mình ra bưu điện mình làm 1 2 tuần là bưu điện gửi về nhà là mình có cái passport. Mà từ sau COVID, từ sau mở cửa Úc đi thế giới lại từ khoảng tháng 2 tháng 3 năm nay, năm 2022 nè, thì bắt đầu là cái vụ làm passport nó bị tắc nghẽn, tại rất là nhiều người làm mà hệ thống nó bị hư nữa. Cho nên thay vì 1 2 tuần như trước đây không có đóng nhiều tiền thì bây giờ phải đóng nhiều tiền để được 1 2 tuần, còn nếu mình không đóng tiền mình cứ đóng bình thường như trước đây, một cái hồ sơ làm passport là 300 400 đồng Úc thì mình phải chờ 3 đến 6 tháng. Thì thật sự gia đình mình làm trong khoảng tháng vừa rồi, làm trong khoảng tháng tháng 6 tháng 7 thì chờ đến lúc này mới có, và vừa có cái passport của cuối cùng vào ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua là bắt đầu là 3 tháng 11 này bắt đầu mình book vé máy bay đi Việt Nam trên Tết này. Với lại cũng may mắn là Tết này nó nằm ở trong 22 22 22 tây tháng 1 là mùng 1 Tết, cho nên là rất là dễ cho những đứa nhỏ học trò ở Úc này mà nó đi theo ba mẹ nó về Việt Nam ăn Tết 2 3 4 tuần gì đó, 1 2 tuần gì đó. Gia đình mình sắp xếp công việc ở đây để mà tụi nó thì ok rồi. Về vấn đề học thì khoảng 20 21 tháng 12 là bắt đầu nghỉ cho Christmas với lại New Year Tây á, Tết Tây với Noel. Rồi đến Tết ta mình năm nay may mắn rơi sớm vào 22 tây tháng 1. Cho nên là mình có thể về ăn Tết người lớn trẻ nhỏ kết hợp về được. Rồi sau Australia Day là 26 tháng 1 á, là học trở Úc mới đi học lại. Cho nên mình có thể về chơi 2 tuần 3 tuần gì đó rồi ăn Tết cho tụi nhỏ về chơi cho biết. Anh chị hai với mẹ sắp xếp cho cháu về chơi. Tới cuối cùng đợi tới ngày có passport mình mới bắt đầu mua vé máy bay, book vé máy bay được. Thì ôi quá mắc, 3.000 4.000 một vé, mà thậm chí những ngày mình chọn nó trong khoảng 2 tuần trước, 1 tuần trước Tết ta và 1 tuần sau ta là coi như không còn vé luôn. Tháng 12, tháng 1, tháng 2 là mắc khủng khiếp, hoặc là không còn vé. Mình đã search qua rất nhiều hãng. Và cho đến tháng 3 trở sau Tết thì mới bắt đầu bình thường lại. Thì lúc đó ai mà đi holiday nữa, tụi nhỏ nó đi học lại rồi, người lớn mình đi làm lại rồi, có gì đâu mà vui nữa, mà về đâu còn Tết nữa đâu. Trễ năm nay phải đợi năm sau, mà năm sau thì Tết cũng mình cũng không biết là nó thuộc về tháng mấy của lịch Tây nữa, có thể nó qua tháng 2 như bình thường trước giờ thì cũng đâu có thuận tiện để dắt tụi nhỏ về Việt Nam chơi cho biết ăn Tết. Còn nếu mà nếu mà về những lúc bình thường khác trong năm thì đâu có vui. Cái thất bại của gia đình mình là làm passport hơi trễ, làm cái passport Úc hơi trễ. Passport Úc tới trễ, vậy vì cái hộ chiếu, cái passport tới trễ á, cho nên mình mới book vé trễ đến tận tháng 11 này lận. Thành ra là để mà muốn được một một người một vé để đi Việt Nam ăn Tết trong khoảng giai đoạn trước và sau Tết ta mình khoảng 1 tuần 2 tuần, tuần 2 tuần á,
thì cái giá nó 3.000 trên một vé, trong khi giá bình thường trong năm á, bỏ tháng 12, tháng 1, tháng 2 ra, những cái tháng khác chỉ có 8-900 cho đến 1.000, 1.001, 1.002 là tối đa. Mà nếu mà mình mua được lúc lúc nó hạ giá thì nó còn có nhiều khi có 500 đồng nữa đó, bởi vì bây giờ giá 3.000 mà bây giờ mình phải còn mua visa, mình còn phải mua tùm lum hết, mua bảo hiểm du lịch nữa. Thành ra tính một nhà 8 người ăn Tết, có một mình là có visa, mua visa rồi, còn lại là 7 người. Tính ra visa, bảo hiểm, vé máy bay 20 mấy 30 ngàn đồng là tiền 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 để mua vé, thủ tục đầu tiên thôi. Nên mọi người thấy ngán quá. Bởi vì mình rút kinh nghiệm một điều, mình làm cái gì, mình suy nghĩ cái gì, mình tính cái gì, mình làm từ trước. Có những người ta mua vé máy bay từ nửa năm trước, tệ nhất phải 3 tháng trước. Còn nếu mà đã tính cái gì, mình làm cái passport từ 1 năm, 2 năm trước, không có hề hấn gì hết. Đợi tới cách đây vài 3 tháng làm rồi, bây giờ có vé, có cái passport cận kề mua vé. Tháng 11 mà mua vé cho tháng 1 đi thì nó đâu có còn rẻ nữa. Khó lắm. Vừa sau Covid vừa rồi, mới tháng mấy vừa rồi mình có về Việt Nam chơi rồi, nhưng mà cũng là kết hợp với công việc, nó không có phải là thuận tiện cho ăn Tết háo hức nhiều năm rồi, 10 năm rồi không có biết cái Tết Việt Nam là như thế nào, muốn 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 về dịp Tết để mà ăn Tết, nhưng mà cuối cùng bây giờ vé không còn. Yeah, thì cái thời tiết cỡ mùa cuối năm 2022, tháng 11, hết Halloween, làm cho mọi người dễ bệnh. Đáng lẽ giờ nóng mà lạnh, thì thời tiết nước Úc nó trái ngược với thế giới nha. Giáng sinh người ta đón Giáng sinh trong mùa tuyết rơi, mùa đông lạnh lẽo thì Úc mình đón Giáng sinh lúc mà nhiệt độ có thể là 40 độ C, thuộc mùa hè đó. Thì giờ tới đâu thì tính tới đó. Sau Halloween rồi bây giờ bắt đầu là không khí Noel khắp nơi, để cuối tuần hoặc là tuần này hoặc tuần sau gia đình mình cũng bắt đầu làm trang trí cây Noel lên. Nam mình ở ngoài Bắc, trong Nam thì Tết đến thì trưng cây đào, cây mai, trưng mấy ngày Tết thôi. Thì ở Úc này thì họ trưng cây Noel, cây thông Noel, nhưng mà họ trưng có thể trước cái ngày Noel là 24, đêm 24 tháng 12, là 1-2 tháng lận, nhưng từ sau ngày 31 tháng 10, ngày lễ hội ma quỷ Halloween nữa, đâu có thể là trang trí cây Noel được rồi. Thì để coi tuần này hay cuối tuần này hay cuối tuần sau rảnh thì nhà mình cũng bắt đầu trang trí rồi, đầu quay tiếp cho các bạn coi một phần không khí của gia đình ở Úc vào những ngày sắp kề cận Giáng sinh. Nếu mà không về, cuối cùng vẫn không có vé để về Việt Nam, thì ở Úc ăn Noel, ăn Tết Tây, rồi lại đón Tết Ta ở Úc nữa. Thì năm nào ở Úc này mình gia đình cũng đón Tết Ta, cũng vẫn đi chợ mua bánh kẹo về để đón Tết, nhưng cái không khí thì nó không có được như tại quê nhà, chính thức tại quê nhà. Thì mong các bạn ủng hộ kênh của mình, để sắp tới mình sẽ tiếp tục quay những cái quá trình của gia đình và của đất nước Úc nơi mình sinh sống, định cư nơi quê hương thứ hai. Thì cũng rất nhiều kênh các anh chị các bạn ở Sydney này, những người lạ cả có người quen cũng quay nữa, nhưng mà mỗi người một sắc thái, mỗi gia đình mỗi một màu sắc riêng.
Mình và gia đình mình thì cũng còn ngại ngùng lên video lắm, cho nên chưa có lên hết. Nhưng mà bảo đảm khi lên thì mọi người các bạn sẽ ủng hộ và thích thú. Thì chị cũng cần có thời gian. Ok. Xin cảm ơn những ai đã và đang theo dõi và xin được các bạn đăng ký sắp tới nhiều hơn. Xin cảm ơn.